Hai thủ phạm đã bắt mất ba con gà nhà tôi. Đấy, đây là gấu mèo nha mọi người. Hai con này. Úi ui. Ừ. Cái gì nó giống con mèo chó. Gì nữa. Đây mọi người. Đây là thủ phạm. Thủ phạm bắt gà đấy. Đấy. Con kia nó lạnh quá không biết nó còn này hay chết luôn rồi. Đấy. Nhà mình có ít gà thế là nhìn tưởng chết không phải chết. Đấy. Bên đây gọi là con gấu mèo, Việt Nam mình gọi con chồn hương. Con chó. Trêu nó cho nó cắn này. Đây nó khôn lắm, nó cái con kia nó lạnh quá là nó đọc ui ui. Đây lại đây lại lại đây khôn nó đi quá đó. Còn cái con kia nằm in này, nó lạnh quá nó phải đắp chăn cho nó ăn đi. Đây, ăn, ăn. Đây, gà đây. Nó bắt hai con gà to như thế này. Đấy. Đây là mấy chú gà đấy. Đây, em này đang đẻ đây mọi người. Đây, em này đang đẻ. To chưa? Nuôi 20 năm mấy mà nó to đùng. Đây. Đang đẻ trứng. Nó bắt mất hai con của mình. Mỗi con ba. Ui trứng to lắm mọi người. To cực luôn. Tổng cộng khoảng là mấy em. Con hai con màu nâu. Hai con kia năm con mọi người. À, còn 6 con. Còn 6 con. Đấy. Ai. Đấy. Bảo vệ con kia. Lắm. Con kia nó yếu quá nó làm. Con này. Thôi mọi người cho mình tạm dừng video tại đây nhá. Thì mình thấy con này nó hay, mình quay cho mọi người xem. Thì nếu mọi người thấy video của mình hay và có ích thì comment ở dưới video để mình có thêm động lực ra nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.